Hữu Thiện đã đến với Downtown, khu phố cổ ở tại thành phố Cancun, Mexico. Rất là cổ kính luôn. Mình thấy nhìn thấy hình ảnh những người lớn tuổi vẫn buôn bán những cái mặt hàng đồ lưu niệm ở đây, như bán những cái móc võng đồ. Đây, những người già rồi họ ngồi họ bán những cái võng đồ lưu niệm cho khách. Mỗi nơi thì có một cái nét đặc trưng riêng. Đến Việt Nam thì ghé phố cổ Hội An. Bây giờ mình sang Mexico rồi thì mình đi dạo một vòng đến với khu phố cổ của họ. Rất là kêu luôn. Đây thì chủ yếu là tập trung buôn bán đồ lưu niệm, quần áo, nón rồi. Đây có nhà thờ rất là lớn luôn. Đây mình thấy người dân Mỹ cũng đi xe máy rất là nhiều luôn, sử dụng xe máy, phương tiện đi tới đi lui rồi. Mình nhìn thấy đường xá bên đây kiểu giống như ở Việt Nam mình vậy. Khí hậu đường xá rồi. Rất là nóng luôn, nhiệt độ tầm này tầm khoảng là 40 độ, nóng nóng chảy mỡ luôn. Yucatan. Đây xe máy hay đậu theo dọc cái lề đường này nè. Họ đậu ở đây rồi họ đi vòng vòng trong đào thao chơi. Nhà thờ này cũng cổ nè, nhìn rất là cổ kính luôn. Ngay cả cái xe họ cũng trang trí thần rắn của họ. Trên cái lá cờ mình cũng thấy là con chim gắp con rắn nữa. Đây chỗ đổi tiền đô la euro. Nhưng mà mình thấy bên đây thì họ cũng xài tiền đô, chỉ có một cái số điểm hạn chế thì người ta không xài tiền đô thôi. Bà cụ bán đồ. Nó bán những cái mặt hàng đặc sản địa phương rồi. Viva. Đây. Chào mừng cả nhà đến với thành phố Viva. Khu phố cổ ở tại thành phố Mexico. Đấy. Tới đây rồi phải chụp đây tấm hình. Viva. Du khách rất là thích thú khi mà chụp hình ở đây, tại đây chụp ở đây là mình biết là mình đã đến với phố cổ rồi đó, phố cổ thành phố Mexico, thành phố Viva. Nắng nóng kinh khủng luôn, rất là đẹp. Nice picture. Hay. Quá và ở đây là chỗ này họ hướng dẫn có nói là City Hall, thì nơi đây là nơi làm việc của chính phủ nè. Nhìn cũng rất là đơn giản luôn. City Hall. Phía trước họ treo cờ. Phía trước họ treo cờ. Nơi làm việc của chính phủ.
ở đây cũng có lực lượng an ninh là họ đi để họ hướng dẫn và bảo vệ du khách đâu. Đường xá bên đây thì xe cộ chạy thì có vẻ rất là nhanh luôn, mà thông thoáng nữa, hầu như mình đi mình thấy là xe nó không có nhường nhau luôn, tại vì họ chạy ở đây cũng đã quen rồi. Mình ở bên Mỹ qua bên đây thì lái xe, mướn xe lái thì cũng chưa quen, mà chạy ghế cầu cũng quen luôn. Những tòa nhà cổ kính ha. Thành phố Viva. Mà bên đây mình thấy nhịp sống thì nó diễn ra nó chậm lắm. Như mình đi thuê xe rồi cũng lâu, chờ làm thủ tục giấy tờ rồi họ còn ghi bằng chữ rồi nữa, ghi xuống giấy. Nói chung thì họ sống chậm. Còn bên Mỹ thì mình sống nhanh quá. Đời sống bên đây thì họ sống chậm. Đây là trong công viên nè. Ngồi trong đây. Trời ơi, nắng thấy mồ luôn. Kiếm mấy cái bóng cây xanh ngồi thôi chứ nắng lắm. Nóng, nóng mà không có gió luôn. Cái cây mà nó không có lung lay, nó lá cây nó không có lung lay luôn mà biết nóng cỡ nào. Giao thao của thành phố. Phố cổ. Dreamcast bắt giấc mơ. Mình thấy ở bên Mỹ, bên Arizona rồi, một tộc người da đỏ rồi họ thường bán những cái đồ này là lưu niệm. Bên đây họ cũng có bán nữa. Dreamcast.
rất là đẹp, rất là khéo. Đa số họ làm bằng tay hết. Mình thấy trong chiếc chân cha thì họ làm những mặt nạ đồ đục đẽo, đồ làm bằng tay hết. Mấy cái này giờ mình làm móc khóa rồi mình tặng mà mấy cái tiếng sáo thổi là âm thanh đèn sáo rồi. Cái này mình thấy ngoài công viên rồi, họ để rất là đẹp luôn. Người ngồi, người quay qua quay lại, du khách thật. Du khách họ rất là thích mua những cái món quà lưu niệm này khi mà đi du lịch đến với thành phố Cần Thơ. Du khách nói hot quá, nóng quá. Giờ mình đi vào trong công viên. Mấy cái ghế này cũng ngộ nữa. Nó làm mấy kiểu ghế ngồi này quay qua quay lại vậy. Sao nói chuyện rồi, người quay qua người quay lại vậy. Rất là kêu luôn. Chơi với bóng cây rồi mát. Nắng quá rồi bông rồi. Không ra bông nổi cây nó héo. Kiếm cây xương rồng thấy xương rồng bên đây á khó ăn được luôn. Bán họ bán ngủ luôn rồi, ngồi ngủ luôn. Cái quầy bán của họ nhìn cũng đơn giản nữa. Đây họ bán chuối, bán nước uống rồi. Bán tạp hóa rồi. Bán bánh trái rồi. Mình thấy nhịp sống nó diễn ra chậm lắm. Những cái quầy bán hàng, bán kem, bán đồ ăn đồ mà thấy không có khách đâu. Rồi người bán người ta ngủ luôn. Không biết một ngày bán được bao nhiêu lượt khách nữa. Đây có những ông thợ chụp hình, rồi ông thợ giao đồ rồi. Có mấy quầy này bán khách mà đóng cửa luôn. Rồi mình nhìn thấy những người già đồ họ bán những cái võng trên vai họ bán nữa. Hay ngoài bán bánh trái là giống như ở Việt Nam mình vậy. Hay. Bánh trái rồi. Bánh chip rồi. Tại vì tạm biệt thành phố Mexico.